Kéo ghế như nào? Kéo ghế này, ngồi ghế này học. Cho nó chết về kia, nó chết về đâu cũng được, không muốn đi ra. Bây giờ không phải là giờ. Ngồi cái đây. Không dây này nào. Sao mà phải nhìn? Nhờ đi ra cho anh học. Anh bên này ra, anh ngồi bên này. Track B3, page 60, activity 2. Listen and say. Ngồi con nghe đi. A. Mẹ đâu nghe đi. Cô nghe nhỉ. Hello. Hello teacher. Hello, can you hear me clearly? Can you hear me clearly? Yes, I can. Okay, good. Okay, so today is our first lesson in the course. So at first, I will introduce myself first. Okay? Yes. Do you understand what I mean? Do you understand what I mean? Okay, so đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu về bản thân mình trước nhé. Vâng. Sau đó thì bạn sẽ giới thiệu về bản thân bạn. Nhá. Vâng. Ok. Thì khi nào mình nói tiếng Anh ấy, mình sẽ cố gắng nói tiếng Anh để giúp bạn là cải thiện cái kỹ năng nghe của mình. Tuy nhiên thì khi nào mà không hiểu thì có thể dừng, bạn có thể dừng lại và nói là bạn không hiểu mình nói tiếng Việt nhé. Vâng. Nhưng cố gắng nghe, mình sẽ nói, cố gắng nói chậm. Ok, so my name is Thủy. So I'm your English teacher and I'm going to teach you this course. And okay, so now is your turn. You introduce yourself. Hello teacher, my name is Đăng. I'm 11 years old. So, well, what is your class? I'm in class 5. Class 5, okay. So which school are you studying at? Which school are you studying at? I don't understand. Okay. Rồi, thì câu vừa rồi mình hỏi là bạn đang học trường nào? Thì, so class 5 gonna be the primary school. So the name of the school. I learn in Tượng Ninh Primary School. So your school is trường tên là gì nhỉ? Tượng Ninh Primary School. Tượng Ninh Primary School. Okay, good. So you are down 11 years old. Your class is class 5, and your school is Tượng Ninh Primary School. Okay, good. So we're gonna start our first lesson. So today we're gonna learn about the first lesson. So the first lesson is shopping. The topic today is shopping. So do you know the meaning of shopping? Yes. Hôm nay mình sẽ học. Okay. The meaning of shopping là gì nhỉ? Hôm nay mình sẽ học bài shopping. Vậy thì nghĩa của từ shopping là gì nhỉ? Là mua sắm ạ. Mua sắm. Okay. Rồi bạn đọc cho mình nào. Shopping. Shopping. Okay. So từ shopping nhá, đây là âm sờ nặng này. Mình lưu ý luôn. Ở trong tiếng Anh thì có hai âm sờ, là âm sờ nặng và âm sờ nhẹ. Và cái từ shopping này là âm sờ nặng. Khi mình đọc mình sẽ uốn lưỡi. Shopping. Shopping. Very good. Okay. So at first we have like seven like people here. So they have a name. So I'm gonna read the name of each person and you're gonna repeat. You understand?
Yes. Okay. So the first one is Dylan. So can you repeat please? Dylan. Dylan. Mm-hmm. Dylan is the first one. The second one is Even. 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 Okay. Even. And the third one is Dr. Ong. Dr. Ong. Dr. Ong. Ong. So the the last sound is L. So Ong. Bạn nhìn cách mình phát âm nhá. Cái âm cuối của nó là chữ L. Sau khi mình phát âm sẽ là Ong. Dr. Ong. Dr. Ong. 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 Cố gắng cái âm cuối nó rõ một chút. Âm L. Ong. Thì nó hơi cái âm cái lưỡi của mình hơi kéo dài ra một chút. Ok. And the fourth one is Finn. 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 Rồi để ý nhá. Khi mình dạy bạn cách phát âm của những cái tên này, cái chỉ là tên riêng thôi. Bạn nó không phải là từ tiếng Anh, từ tiếng Anh mà nó chỉ là tên tiếng Anh thôi. Nhưng mà trong khi mình phát âm thì mình sẽ lưu ý luôn ngay từ đầu cho bạn, đó là những âm cuối khi mình đọc những cái từ, ví dụ như từ on có âm L là âm cuối, khi mình đọc luôn luôn sẽ đọc rõ âm cuối là on. Hay từ thin có chữ N ở đây thì mình sẽ đọc là, từ phát âm tiếng Việt mình là thin, kiểu như vậy. Nhưng mà mình không đọc như vậy, mình đọc thin, có âm cuối mình sẽ cố để một chữ N ở cuối để rõ nhé. Mà như kiểu từ even này thì chữ N cũng rất là rõ. Hoặc là từ nào có âm S, hoặc như từ roughness này thì âm S cũng là âm cuối. Bạn hiểu không? Đây chỉ là mình nói cho các bạn cái quy tắc khi mình đọc để mình lưu ý. Anytime we speak English, so we remember the ending sound. Là khi mình bất cứ khi nào mình nói tiếng Anh thì mình đều nhìn vào cái âm cuối cùng của từ tiếng Anh đó để mình đọc sao cho chuẩn. Bạn hiểu ý mình không? Có. Good. So the next one is Jenny. 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 Yeah, Jenny. Jenny. Okay. Next one, Captain Formosa. Captain Formosa. Captain Formosa. Captain Formosa. Captain Formosa. Okay. And the last one is Rufus. 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 Very good. Next, we're going to move to the next part. So in this slide, we see we have a conversation here. Mình có một cái đoạn hội thoại ở đây. And then I'm going to play a video. So you're going to listen to it and then repeat. Okay? Yes. Very good. Rồi, đầu tiên ấy thì mình sẽ bật cho bạn một cái đoạn video và bạn sẽ nghe, sau đó bạn nhắc lại lời của từng nhân vật trong cái đoạn này nhá. Welcome to Our Discovery Island by John Butcher and Jose Luis Morales, published by Pearson. Student Book 5, CD B. Rồi mình sẽ đọc. Bây giờ như này thì sẽ dễ hơn. Thì mình sẽ đọc cái đoạn hội thoại này trước, sau đó mình nghe lại. Thì như vậy thì mình nghĩ là bạn sẽ dễ bắt nắm bắt hơn, tự nhiên vào cái đoạn. Ok. Rồi. I will read and then you gonna repeat. Ok. Ok. How much is it scrap? How much is this? How much? Is that scrap?
Không gắn từ điển. Họ. Bạn nghe rõ mình không nhỉ? Đeo tai nghe. Không à. Không đeo tai nghe mà. Thất mạng. Okay, perfect. How much is that scarf? How much is that scarf? Scarf. 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 Là âm cuối của chữ, đúng không? Scarf. Là âm cuối nhé. How much is that scarf? Then is $6.50. Is $6.50. Very good. And how much are those sunglasses? And how much are those sunglasses? Sunglasses. Sunglasses. Sun. Very good. Okay. They are $15. They are $15. Dollars. Dollars. Yeah. They are $15. They are $15. Dollars. Dollars. Mm-hmm. Okay. So, can you translate the sentence into Vietnamese? Yes. Ý mình là bạn dịch cho mình đoạn này sang tiếng Việt. Bao nhiêu tiền một chiếc khăn? Nó 6 đô la và 50 đồng xu. 50 cent đúng không? Và bao nhiêu tiền một chiếc kính râm? Chúng chúng 50 đô la. Chúng 15 đô la. 15 đô la chính xác. Ở đây ở cái đầu tiên mình có 50 thì đấy nhá, nhân tiện ở đây thì mình sẽ hướng dẫn luôn cách đọc của hai từ này. Từ đầu tiên là 50 nhá, cái trọng âm ý nó sẽ rơi vào từ đầu tiên, mình sẽ đọc là 50, mình nhấn vậy là 50. Nhưng mà cái từ thứ hai, cái từ 50 này 50 đúng không, từ thứ hai là 15, tức là 15. Mình sẽ đọc, bạn đọc cho mình nhá. 50 and 15. 50 Okay, nhá. Cái từ teen ý, mình đọc cái từ fit nhẹ và mình nhấn vào chữ teen là 15. Còn cái là 50. Khác nhau nhá. Thấy khác biệt chưa? Okay. 50 15. Thì khác nhau chưa? Chưa rõ, bạn đọc chưa rõ là cái này về nhà tập nhá, để mình tránh khi mà mình nghe thì mình sẽ không phân biệt được đâu là 50 và đâu là 15. Bởi vì nghe T đúng không? Nghe là 50 and 15 mà trọng âm khác nhau nhá. Okay, so we have a video. Unit 5. Unit 5. Shopping. Shopping. Track B2. How much is that scarf? How much is that scarf? It's $6 and 50 cents. And 50 cents. And how and much are those sunglasses? Are those sunglasses? They're $15. They're $15. Bạn nghe thấy họ nói gì không nhỉ? Em có ạ. Wow, I love that. It's $6 and 50 cents. How much is that scarf? Bây giờ nhá, mình sẽ chạy đoạn video này và bạn sẽ nghe và các bạn mình thử câu nhá. Much is that? Okay. How much? Okay. Nhưng nó không hiện hình cô ạ. Đúng rồi, nó không, thực ra nó không có hình, đoạn này là đoạn gọi là nó là đoạn không có hình, mình chỉ cần nghe, sau đó mình nhắc lại. Vừa nãy mình cũng đã thực hành đoạn này rồi, bây giờ mình thử lần nữa nhá. Vâng. Mình sẽ dừng. Mỗi câu mình sẽ dừng và bạn sẽ nhắc lại câu nào cho mình. Và bạn nghe luôn cách họ phát âm. Ok? Vâng. Dạ. It's $6.50. Có nghe không nhỉ?
Không ạ. Không ạ. 50 cents. How much is, that scarf? It's... Bên kia không điện hình gì nữa. Không nghe thấy nào. Ok, một bài. Tại vì mình thấy... Mình nghĩ là do đường truyền hay là cái mạng. Cái visa không nghe. Bạn không nghe được gì luôn à? Có nhưng mà nó cứ chập chờn đấy ạ. Có nghe được câu người ta vừa nói trong đoạn visa không? Có ạ. When we move to another part, I think so. Okay, so we have another conversation between the seller and the buyer. And then I wanna read it and you gonna repeat. Okay? Con nghe tai nghe dễ hơn hay là ngoài? Okay, Jeffrey. Wow, I love that jacket. And it's only $12. Wow, I love that jacket and it's only $12. Okay. Wow, I love the jacket and it's only $12. Wow, okay. I love that jacket and it's only $12. Laugh, not love. Laugh. Love. Bạn đọc cho mình. Laugh. Love. Không phải love nhé. Love là tiếng Việt rồi. Laugh. That love. Jacket. That jacket. Okay. Jacket. Jacket. Cuối này. Đến này. Jacket. Jacket. Good. Next one. May I buy the jacket, please? May I buy the jacket, please? Please. Please. May I buy the jacket, please? May I buy the jacket, please? Jacket, please. Jacket, please. Oh, good. Yes, of course. $124, please. Okay. Cô đọc cái gì em không nghe thấy luôn cô. Okay. Yes, of course. $124, please. Yes, of course. $100. Of course. $124, please. And $24, please. And then the guy say, what? What? Cái từ what này, anh ấy, khi mà họ phát âm ấy, thì họ sẽ mở miệng khá là rộng. Như kiểu như này, what? 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 Chỗ đấy. Nó còn anh Mỹ thường là what? Còn anh ấy thì nó là what? What? Okay. Then we learn about the new vocabulary today. So at first I'm gonna read the words and then you're gonna repeat. Okay? Yes. Okay. The first one is jacket. Jacket. Jacket là cái gì nhỉ? Áo vest ạ. Có phải áo vest không? Là áo khoác. Bạn nhìn cho mình ạ. Là áo khoác nữa. Jacket là cái kiểu cái áo bomber và cái áo mà mình mặc vào mùa đông ấy. Cái áo khoác của mình ấy là jacket. Ok. Next one. Swimsuit. Swimsuit. Là tiếng Việt là gì nào? Áo bơi ạ. Do bộ đồ bơi đúng không? Next one, watch. Watch. Là đồng hồ. Đồng hồ vậy.
The first one, bracelet. 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 Slit. Bracelet. Yeah. Bracelet. And the any size T. Bracelet. Bracelet. Là cái gì nhỉ? Cái gì nhỉ? Là vòng. Là cái vòng tay nhá. Cái vòng tay của mình. Là toàn wallet. Wallet. Là? Là cái ví ạ. Là cái ví. Đây là những cái từ mới mà mình học. Đó, đồng nghĩa với mỗi ngày khi mình học cái từ mới thì về nhà bạn cũng học thuộc cái từ này cho mình nhé. Next one, handbag. Handbag. Được. Nhớ nhá, âm này âm cuối này là được. Handbag. Handbag. Okay. Là cái gì nhỉ? Là cái túi ạ. Được. Cái túi này là mọi người từ handbag là cái túi cầm tay. Được, gọi là handbag nhá. Mình nhìn vào từ hand này là cái tay này. Bag là cái túi này, handbag là túi cầm tay của phụ nữ. Oh, next one, umbrella. Umbrella. Umbrella là cái ô ạ. Cái ô, yeah. The gloves. 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 Cái từ này nếu mà mình đọc là glove. Là nó hơi bị âm này nó hơi bị dàn một chút nhé. Gloves. 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 Ái, âm á. Đây là âm này là âm á này. Thì sẽ là gloves. Bởi vì có chữ V ở đây này nên sẽ là gloves. Nhưng mà âm S ở cuối sẽ là gloves. Gloves. Very good. Next one, sunglasses. 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 Là? Có kính râm ạ. Wow. Cái gloves này là găng tay nhá. Còn cái này sẽ là kính râm. Rồi. Và ở đây thì hôm nay mình sẽ có một cái cấu trúc mà mình sẽ thường dùng. Cái rất là cơ bản và mình sẽ dùng với những cái từ này. Ví dụ như là cấu trúc là tôi thích cái gì đó. Thì ở đây mình có một số những cái từ mới đúng không? Thì cái mẫu câu của nó sẽ là I like that blue jacket. Bởi vì ở đây là chiếc jacket này là màu xanh da trời đúng không? Thì bạn ấy nói là tôi thích cái áo khoác màu xanh da trời kia. That là cái kia đúng không? Thì tương tự như vậy bạn lại cho mình một ví dụ với một từ trong này. Một ví dụ. I like that yellow watch. Yellow watch. Very good. Bạn mình sẽ đọc là I like. I like. I like. Ok nhé. Wow. I like that yellow watch. I like that yellow watch. Very good. Very good. Ok. Rồi. Tương tự như vậy về những cái từ còn lại nhé. Bạn về nhà. Đây là bài tập về nhà của mình. Mình sẽ đặt câu với cấu trúc này, với những cái từ mới này, hôm sau mình sẽ kiểm tra nhá. Nhớ ghi lại nhá. Okay, so in this slide we have some like items. So I'm gonna read the number and you're gonna tell me what is it. You understand? Is it a jacket? Okay, so đầu tiên ấy, mình sẽ chọn số. Sau đó bạn sẽ nói cho mình cái là cái gì, ok? Wow. Mình sẽ chọn một cách ngẫu nhiên và không theo một thứ tự nào cả. Okay, so number 7. What is it? This is a umbrella. Umbrella, mình nói là umbrella hay là
umbrella. Hay là un à? Un. Đúng rồi, an umbrella. Good. Okay, so number 5. Number 5, what is it? This is a wallet. Right, okay, good. And number 9. This is a sunglasses. Hello. Hello, teacher. Can you hear me? Teacher. Can you hear me? Can you hear me? Bạn nghe mình nói không nhỉ? Có ạ. Ok. Rồi. Thì mình sẽ đi nhanh tiếp phần tới nhé. Rồi, ở đây thì mình sẽ có một số cái cấu trúc. Thế là bạn nhìn vào đây nhé. Thông minh này sẽ có những cái item ở đây. Và bạn sẽ đặt câu hỏi cho mình là cái này bao nhiêu tiền? Và câu trả lời sẽ là mình sẽ chọn bất cứ cái giá nào đó. Được rồi nhá, mình sẽ làm mẫu các bạn câu đầu tiên là how much is that raincoat? Là that is $3. Bạn hiểu không? Vâng. Ok. So number 2, tương tự như vậy làm là gì nhỉ? How much? How much? How much? Nghe gì? Em không nghe thấy cái gì cô ạ. Mình vẫn nghe thấy bạn nói. Hello. Hello. Can you hear me? Yes. Okay. Number 2. How much? Mình chật chấn này. Cô làm mẫu cho em câu 1, câu 2 em quên mất rồi. Ok. Sẽ là câu đầu tiên nhé. How much is that rain suit? Câu hỏi là how much?
that swimsuit? Câu trả lời sẽ là that is $3. Mình chọn bất kỳ một cái giá nào luôn. Vâng. Number two. How much are those sunglasses? Câu trả lời sẽ là $6. Có phải is không nhỉ? Those are six dollars. So, thì đây là sun. Tương tự như vậy thì bạn ở nhà bạn làm cho mình phần 3 và phần 4 nhé. Vâng. Tại vì giờ học thì đã kết thúc rồi nên là mình sẽ phải dừng lại ở đây. Thì có gì mình nhà bạn làm bài tập, hôm sau mình sẽ đi thêm các bạn nhé. Vâng. Ok. Goodbye teacher. Goodbye. Have a good night. Yes. Đang học xong rồi. Một tuần học 3 buổi, mỗi buổi có 3 buổi.